kiểu tóc mới. Ngày 16 tháng 10, Dương Mịch xuất hiện trong buổi họp báo kết thúc chương trình China's Got Talent mà cô làm giám khảo. Nữ diễn viên mặc váy bồng bềnh kiểu công chúa và để tóc xóa dài. Tạo hình của Dương Mịch lập tức nhận nhiều ý kiến chê bai. Vài khán giả nhận xét nữ diễn viên cưa sừng làm nghé. Cố tỏ ra mình giống thiếu nữ 18 tuổi. Dương Mịch giải thích bộ váy của cô là do một đàn chị thiết kế tặng. Tiếc thay người hâm mộ không thấy đẹp. Thậm chí, những người hâm mộ nữ diễn viên bày tỏ sự tức giận và một lần nữa lên tiếng chỉ trích công ty gia hành thiên hạ. Họ cho rằng chính sự vô tâm trong quản lý khiến Dương Mịch xuất hiện với hình ảnh kém đẹp. Đây không phải lần đầu tiên người hâm mộ của Dương Mịch xung đột với công ty quản lý. Trước đó, có tin đồn nữ diễn viên sẽ nhận một bộ phim kinh phí thấp, đóng cùng với các nghệ sĩ thuộc cùng công ty, người hâm mộ của cô biểu tình tại sự kiện vì cho rằng Dương Mịch bị lợi dụng. Sự nghiệp của Dương Mịch hiện khá bất bình. Tác phẩm gần đây nhất của cô là Trúc Mộng Tình Duyên, đóng chung với nam diễn viên Hoắc Kiến Hoa không thành công như mong đợi, cả hai bị chê cười rằng diễn ngôn tình tuổi trung niên vì ngoại hình quá già nữ diễn viên đang trong tình thế nan giải khi diễn xuất không được đánh giá cao nên không nhận được các dự án tốt. Trong khi đó, Gian Hoa Đán cùng lứa 8X vừa sinh con và trở lại làng giải trí như Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Thi Thi đều vững bước trên con đường sự nghiệp. Ngoài ra, Dương Mịch còn bị đánh giá tụt hậu so với đàn em trẻ đẹp cùng công ty là địch lệ nhiệt bà. Theo Sina, khả năng ứng biến, thu hút dư luận của nhiệt Ba khi tham gia sâu giải trí hơn hẳn Dương Mịch. Nhiều người dự đoán vì danh tiếng của Dương Mịch đi xuống nên công ty gia hành đang dần bỏ rơi cô.